Rồi lúc đầu vất vả lắm, tính ra một đống lon luôn, cắt ra đã rồi phải bỏ, làm không được rồi mình phải nghiên cứu cách nào để làm cho được. Mà khi đã thành công được rồi là thấy mừng lắm. Bắt đầu từ cái đồ nghề đó là mình tự tạo hết, như kéo nhỏ kéo lớn rồi này kia để mình làm. Nhưng mà cái đam mê ngồi hoài không có biết mệt. 2 giờ mấy sáng là bắt đầu là thức dậy rồi, thức dậy làm tới sáng luôn. Và làm, nếu mà bữa đó không mình không đi bán thì làm ngày làm đêm. Mỗi một cái sản phẩm mình phải suy nghĩ làm sao cho mấy cháu chê nó lành mạnh. Nghĩa là không có đứt tay hoặc là cái gì. Mỗi một sản phẩm mà 14, 15 cái sản phẩm mình phải tìm suy nghĩ nhiều cái trong cái tư tưởng. Mình làm sao cho nó đúng kiểu để mấy cháu nó học hỏi. Cái kiểu xe phải có bảng số, rồi phía sau đít thì mình nhắc nhở mấy cháu là đông kiếp mi. Nghĩa là phải giữ khoảng cách an toàn để cho mấy cháu lớn lên là nó học hỏi là phải chạy cẩn thận.